Vâng, hôm nay Naomi muốn chia sẻ một topic đó chính là Dependent Visa. Ai có thể apply Dependent Visa? Xin chào, welcome to Naomi UK Official. Vâng, hôm nay Naomi muốn chia sẻ một topic đó chính là Dependent Visa. Ai có thể apply Dependent Visa nếu bạn có vợ hoặc chồng mình đang là du học sinh ở UK từ cấp thạc sĩ là level 7 hoặc là cấp tiến sĩ là level 8 thì bạn có thể thao vợ hoặc chồng mình sang UK theo diện Dependent Visa. Bạn có thể làm full time ở UK, con cái bạn có thể được học miễn phí ở UK. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Các bạn đi học như anh chị đi du học hoặc là những các bạn học tiến sĩ hoặc thạc sĩ thì mọi người có thể đưa vợ hoặc chồng mình sang. Ok, hoặc là các bạn đang ở UK đã tìm được một nửa của mình, vợ của chồng mình mặc dù là chưa được vào định cư nhưng đã đang học. Nhưng mà nếu ở một nơi bị bật mí một vấn đề nữa, nếu ở trong UK các bạn có thể apply từ bậc đại học, không cần đến thạc sĩ và tiến sĩ. Đấy, chính vì bật mí này cứ đến tìm Naomi nhá. Tại vì Naomi có thể giúp bạn điều này. Đó. Thì nó cũng hoàn toàn nó có thể giúp được mọi người trong cái quá trình dẫn đến 10 năm. Đấy là một cái bật mí nhỏ nhỏ. Nếu mà để quá trình mình ở lại, còn về chi tiết thì Naomi sẽ nói sau. Tại vì cũng phải có một vài bí mật để dành cho mọi người đúng không nào? Dạ vâng ạ. Thì ngoài ra để Dependent Visa này các bạn cần những giấy tờ gì? Đầu tiên là thể hiện bằng đăng ký kết hôn, cũng như Student Visa vậy. Thứ hai, mặc dù thu nhập thì ít hơn, thu nhập thì các bạn không muốn nhiều, nhưng mà theo Naomi thì Naomi muốn yêu cầu muốn để mọi người để, nếu mà đang ở Việt Nam thì Naomi mọi người cứ để cho Naomi rơi vào tầm 1.380 bảng nhé, để cho nó an toàn, xếp sai hơn. Và ở Việt Nam thì các bạn có thể các bạn nộp visa hoặc là trong thời gian lúc mà sâu ấy thì các bạn sâu được cái cash letter là cái quá trình vợ hoặc chồng bạn đang ở UK và học level 7 và level 8 đó, thì và bằng chứng mối quan hệ của các bạn. Các bạn không cần bằng tiếng Anh hay cái bất cứ vấn đề gì cả, là rất là dễ dàng bởi vì đây là chỉ là Dependent Visa thôi. Tất nhiên là nếu mà rất là nhiều vợ chồng chỉ muốn đi học 1 năm thôi hoặc là 2 năm về hoặc là học thực tiến sĩ thôi vào 4 năm nhưng không muốn sang partner của mình đúng không nào? Nên là chúng ta hoàn toàn có thể apply Dependent Visa này, nó không hề khó. Tỷ lệ visa của nó cũng rất là cao. Nên là Naomi hy vọng là cái video clip này sẽ giúp đỡ được mọi người, và chúng ta nếu mà ngần ngại đi sang Anh du học, học sĩ hoặc tiến sĩ nhưng không muốn xa cách một nửa của mình thì các bạn hoàn toàn có thể chọn là đưa vợ hoặc partner của mình đi theo mình cũng được. Đấy thì vâng, Naomi hy vọng là cái video này có thể giúp được mọi người. Chúc mọi người sức khỏe, thành công và không quên like, kết nối với Naomi ở dưới. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.